Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì hôm nay em sẽ mang đến cho các bác một chủ đề: vì sao bộ đính đồng đỏ và bộ đính đồng cắt tốt bên em gọi là mặt hàng cao cấp, và giá trị của bộ đính đồng đỏ và bộ đính đồng cắt tốt mang lại những giá trị như thế nào. Thì hôm nay em sẽ giải đáp cho các bác. Đây ạ, bộ đính đồng cắt tốt và bộ đính đồng đỏ thì làm hoàn toàn được đúc liền khối, làm từ khuôn đất tai mây con nghê được đúc liền. Em mở nắp cho các bác xem về hai bộ đính này. Đây ạ. Và bộ đính đồng cắt tốt em cũng mở cho các bác xem. Đây, các bác xem rõ hai chiếc nắp đính được hoàn toàn thủ công, khắc chạm thủ công, và bên trong là được làm từ khuôn đất nên là bên trong rất sần sùi. Các bác nhìn này. Đấy. Và bộ đính đồng cắt tốt này rất sần sùi nhá. Bên trong của hai bộ đính này cũng như vậy, vì làm khuôn đất ấy nên là sẽ không đều. Rất sần sùi bên trong. Vì thế, độ dày của bộ đính sẽ rất dày hơn so các bộ đính thông thường khác. Nên là giá trị của bộ đính này sẽ cao hơn so với những bộ đính khác. Đây, các bác xem đang còn cả đất này, làm từ khuôn đất ấy. Đây em lấy cho các bác xem. Đấy. Rồi, đây là về khuôn mẫu của các bộ bộ đính đồng đỏ và bộ đính đồng cắt tốt. Và em sẽ cho các bác xem họa tiết hoa văn của hai bộ đính hàng cao cấp này nó khác với những cái bộ thông thường là như thế nào. Các họa tiết hoa văn này được khắc chạm đục bằng tay, đường nét rất tinh xảo và sắc nét. Đấy. Và bên dưới cũng vậy, mặt bộ đính này là bộ đính mặt song long trầu mặt nguyệt, từng họa tiết như vây rồng này. Đây, các bác xem này, khắc chạm chìm nhá, rất sắc nét và tinh xảo. Đấy, vì tại là làm hoàn toàn bằng thủ công nên là các họa tiết sẽ có hồn hơn và độ sắc nét sẽ cực kỳ cao so với các bộ đính thông thường. Và bộ đính đồng cắt tốt bên em cũng như vậy ạ, cũng đều khắc chạm bằng tay, hoàn toàn thủ công. Đây, rồng này. Đấy, rất sắc nét và tinh xảo. Và cân nặng của hai bộ đính này là bằng nhau, 21 kg. Rất nặng, nặng hơn so với những bộ thông thường khác. Như các bộ đính như đồng vàng, cái gọi khác là đồng thau ấy, thì bộ này khoảng tầm 13 kg thôi. Nhưng mà bộ đính đồng đỏ và đồng vàng có kích thước là cao 60 và nặng 21 kg. Về cân nặng cũng đã sự khác biệt khá là lớn so với những các bộ đính bình thường. Đấy, vì chính vì vậy các bộ đính đồng đỏ và đồng cao tốt là một trong những hai bộ đính được coi là chất lượng nhất và là hàng cao cấp nhất bên em, được các nghệ nhân khắc chạm tỉ mỉ sắc nét từng chi tiết một, nên là bộ đính sẽ có hồn hơn và về độ sắc nét là sẽ sắc nét rất là nhiều so với những bộ đính thông thường khác. Thì có bác nào muốn quan tâm sở hữu cho mình một bộ đính thờ hàng cao cấp bên em thì để lại số điện thoại phía dưới hoặc liên hệ với số hotline 0836173950 để được em tư vấn kỹ về chất liệu của từng bộ đính đồng. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.